Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách để giúp người nghèo vượt khó trong mùa dịch. Nhân tháng cao điểm vì người nghèo được triển khai từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Cùng nhìn lại nỗ lực, cố gắng của hệ thống chính trị trong công tác chăm lo đời sống cho hộ nghèo trong thời gian qua. Đây là một buổi trao quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nam Dương, quận Hải Châu. Mỗi xuất quà cùng các loại thực phẩm thiết yếu là sự hỗ trợ rất kịp thời và thiết thực với các hộ gia đình trong thời điểm dịch bệnh khó khăn. Chúng tôi thấy rằng với cái phần quà mà tuy nó nhỏ nhưng mà nó là một rất là hữu hiệu với chúng tôi thì nói lên được cái sự quan tâm của chính quyền đối với nhân dân với trong cái mùa dịch khó khăn này. Hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng là nhóm đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo kế hoạch số 135 của Ủy ban nhân thành phố. Theo đó, mỗi hộ được nhận 500.000 đồng một người một lần để trang trải khó khăn trong thời điểm dịch COVID-19. Đến nay, hơn 49.000 người nghèo trên địa bàn thành phố đã nhận được hỗ trợ với số tiền khoảng 24,5 tỷ đồng. 25 ngày này là không có việc làm nhà. Chồng mình thì lấy xe, nhưng mà bây giờ lấy xe cũng là ngưng hoạt động. Hiện tại hai vợ chồng, hai đứa con là ở nhà. Mình được hưởng chừng nào thì mình vui chừng đó. Không chỉ vậy, các đối tượng khác như sinh viên xa nhà, công nhân thuê trọ hay người dân ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn đến mưu sinh tại Đà Nẵng cũng được thành phố quan tâm hỗ trợ. Ngoài việc được cấp phát thực phẩm, gạo như các hộ dân khác, nhóm đối tượng này cũng được nhận 500.000 đồng theo quyết định số 2903 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Vừa rồi thì có được hỗ trợ hai vợ chồng được 3 triệu, thì mỗi người 1 triệu rưỡi vừa rồi chính sách. Lại đợt này thì được thành phố hỗ trợ thêm 500.000. Thì nói chung là cũng cảm ơn thành phố, cũng an ủi được phần mua, chứ giờ hai vợ chồng trẻ cũng xa quê thì rứa thôi. Trong tất cả là 368.000 hộ mà chúng tôi tiến hành đưa vào danh sách thì có cả các hộ là ngoại tỉnh, có cả các em sinh viên. Với cái tinh thần ấy là một hộ trọ, một phòng trọ có người ở thì được tính lại một hộ. Cho nên là sẽ là có cái điều kiện mà hỗ trợ tất cả các đối tượng. Tại chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri được tổ chức vừa qua, công tác chăm lo đời sống cho người nghèo, cho các đối tượng yếu thế sau khi tình hình dịch được kiểm soát cũng là vấn đề được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, yêu cầu các đơn vị chức năng chú trọng triển khai. Ủy ban nhân thành phố cũng đang chỉ đạo thống kê các đối tượng mà tôi thấy là theo dự kiến là như thế này. Một là đối tượng bán hàng rong, rồi đánh giày, rồi buôn bán nhỏ không đăng ký thuế như là bán bánh mì, bán bún, bán cơm, bán nước mía v.v. Rồi đối tượng thu gom rác, phế liệu, rồi thợ nề, thợ nhôm sắt, thợ kính, thợ điện tử, thợ mộc, thợ sửa xe, rồi ngư dân, rồi lái xe ô tô, mô tô công nghệ, rồi giáo viên, nhân viên trong các trường ngoài công lập nghỉ việc không hưởng lương mà bị ảnh hưởng thời gian vừa rồi. Tôi thấy là cơ bản cũng đã phủ khắp những cái đối tượng dễ bị tổn thương sau cái dịch này. Trong cái gói hỗ trợ sắp tới thì cũng đề nghị Ủy ban nhân thành phố và đặc biệt là các quận huyện, các phường xã cũng khẩn trương là thống kê cái đối tượng này để mà chúng ta có con số tương đối chính xác và sớm quyết định để mà những cái đối tượng này được hưởng cái gói hỗ trợ tiếp theo của thành phố trong cái thời gian sắp đến. Chăm lo đời sống cho người nghèo được xem là nhiệm vụ quan trọng để giải quyết bài toán an sinh xã hội. Với nhiều chính sách đồng bộ cùng sự quyết tâm của các cấp, các ngành, thời gian đến, thành phố Đà Nẵng tiếp tục đồng hành cùng hộ nghèo, không chỉ hỗ trợ mà còn hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững.